cái trách nhiệm của đàn ông đó phải không, là mình bao ăn bao uống bảo vệ cái người phụ nữ, cái người vợ mình, cái người bồ mình, người con cái mình, người mẹ mình. Cái đó là cái người đàn ông mạnh mẽ. Như như em ra em ăn uống đi, em ra em uống cà phê là cái trách nhiệm đó ai phải trả tiền cà phê đó? Anh Thịnh. Đúng rồi. Dạ. Còn á, cái thằng nào đó mà nó nói em đó là ê mình chia hai hay là mình chia tay hay là mình chia gì đó, chia gì cả, mình chia gì không? Mình chia tay ngay đây á. Trong lúc mà mình mang thai đó, mình phải mang thai mất hết một năm đời của mình, không làm được mẹ gì hết. Mà xong bây giờ nó cái ly cà phê mà nó, cái thằng đó mà nó không đủ khả năng để nó bao ly cà phê tô phở cho mình đó, không cắt ngang này, cắt ngang là ngay đó, nói đó là nó mua xe len mua đổ và mình có thể mình phải cho nó 5 năm 10 năm để nó nghiên cứu để làm nó làm sao. Còn á, cái tô phở với cái ổ bánh mì hay là cái ly cà phê đó, không, cái đó không cần đó, 10 năm 5 năm, cái đó chỉ cần một ngày thôi. Anh thà rằng đó, anh đứng ngoài đường đó, anh quét cước, anh hốt cước đó, không, mà sao anh có tiền đó, đi mua cà phê cho bồ anh đó, chứ anh không bao giờ mở miệng ra kêu bồ anh trả bao trả tiền chia hai chia ba cái đồng. Nó thẳng cái bông, đó là trách nhiệm của người mình, là người đàn ông, đó là trách nhiệm của mình.